chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu chư thiên group chat. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Nội các hôm nay truyền ra tin tức dự tính đem tại năm nay toàn diện phổ cập võ đạo tu hành, võ đăng, nga mi, thiếu lâm, đem mặt hướng toàn cầu công khai chiêu sinh. Tân tấn đại tông sư mã cường đông hướng đại tông sư lưu hóa đằng phát động khiêu chiến, nhiều quốc gia đại tông sư biểu thị là tới trước quan sát. Lý Hạo soát lấy tin tức, không nhịn được khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tuy là xuyên qua đến cái này thế giới song song đã nửa tháng có thừa, nhưng Lý Hạo mỗi lần chứng kiến những tin tức này, cũng nhịn không được cảm giác trái tim hơi đè qua một ngọn núi lớn. Đồ phá hoại, quá thao đàn, cái này CMN chọn vẹn không khoa học a, linh khí khôi phục, thiên địa đại biến xuyên qua loại này thế giới song song còn chưa tính nhưng vì cái gì ta cmn không thể xuyên qua đến linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu thời điểm mà là xuyên chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu kịch thấu nhất thời thoải mái một mực kịch thấu một mực thoải mái nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com bái nguyệt giáo chủ chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu mở ra tân thế giới cửa lớn tiểu long nữ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com trong bóng tối, tiểu long nữ lòng tràn đầy dầu dỉ, hai tay ôm đầu gối co lại thành một đoàn. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Chờ chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu lừa gạt tiểu hài tử có thể gọi lừa gạt sao? Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Lý hạo khóe miệng hơi vểnh nở nụ cười. Rốt cục có người chú ý tới cái vấn đề này sao? Toàn chân toàn năng lý đại tiên mặt chữ ý tứ, các ngươi nhân sinh liền là một cái bi, chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu ta làm chủ nhóm ngày, con. Nghe chọn bộ tại mê chuyện ao, chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu kim cương bất phôi thần công siêu tiến hóa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lý hạo con người thít chặt, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Như thế không ổn định. Bất quá rất nhanh hắn liền rời đi lực chú ý, trong lòng lặng yên hỏi thẩm tra điểm tích lũy hệ thống. Điểm tích lũy có thể thông qua hết thành đàn nhiệm vụ thu được cũng có thể thông qua mở ra đặc thù thành tựu thu được. Hiện nay nhiệm vụ hệ thống đã mở ra, điểm tích lũy hệ thống lại ở thu được điểm tích lũy thời điểm tự động kích hoạt. Điểm tích lũy có thể dùng để tiến hành nhóm thành viên nội bộ giao dịch cũng có thể dùng đến đề thăng tu vi, thương thành mua sắm các loại, Lý Hạo hơi nhíu mày, có chút bất ngờ nhiệm vụ hệ thống điểm tích lũy hệ thống thương thành hệ thống nhìn nhiều như vậy tới chư thiên group chat tác dụng sợ là viễn siêu tưởng tượng bây giờ nhìn có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng chờ sau này chư thiên group chat thành viên càng ngày càng nhiều những cái này hệ thống tác dụng nhưng là không cách nào đánh giá không chút khách khi nói nơi này không chỉ là chư thiên vạn giới các đại lão giao lưu trung tâm cũng sẽ thành trung tâm giao dịch không khẳng định còn không chỉ chừng này lý hạo trầm ngâm đối chư thiên group chat càng nhiều mấy phần coi trọng hắn suy tư một lát nói đem kim cương bất phôi thần công tiểu lý phi đao hấp tinh đại pháp tiến hành thôi diễn đại đạo hồng lô mở ra biến đổi thành công hoàng cấp thượng phẩm kim cương bất phôi thần công phẩm chất thu được cực độ tăng cao tiến giai thành huyền cấp thượng phẩm bất diệt kim thân bất diệt kim thân tổng cộng có cửu trọng cảnh giới tu hành đến cảnh giới tối cao có thể cực độ kéo dài tuổi thọ bình thường có thể đạt được mấy ngàn năm thọ nguyên lại nhục thân cường đại đến cực điểm không sợ thủy hòa đao binh vừa chặt đầu bất tử tích huyết trọng sinh lý hạo con ngươi thít chặt không nhịn được hít vào hơi lạnh cái này mẹ nó nếu như nói kim cương bất phôi thần công còn thuộc về thế giới võ hiệp phạm trù cái kia bất diệt kim thân hoàn toàn là tiên hiệp thế giới thần công bí pháp coi như là tại bái nguyệt giáo chủ vị trí tiên kiếm thế giới có thể sánh vai bất diệt kim thân thần thông bí pháp chỉ sợ cũng không nhiều a à. hoàng cấp thượng phẩm tiểu lý phi đao phẩm chất thu được tăng lên cực lớn tiến giai thành huyền cấp trung phẩm ngự khí thuật pháp này ẩn chứa cô động pháp bảo, cùng khống chế bảo vật chi thuật, sơ thành có thể ngự khí phi hành. Hoàng cấp thượng phẩm hấp tinh đại pháp phẩm chất thu được tăng lên cực lớn, tiến giai thành huyền cấp thượng phẩm Bắc minh thôn thiên. Cái này thuật có thể thôn tính sinh linh tinh huyết hồn phách, có tỷ lệ nhất định để luyện ra đối phương vốn có thần thông thiên phú các loại. Lý hạo ra mặt hơi hơi run rẩy nửa ngày mới tỉnh táo lại. Cái này, đây chính là đại đạo hồng lô lý hạo cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng đại đạo hồng lô ưu hóa là đáng sợ như vậy lúc đầu nhiều nhất xem như thế giới võ hiệp tương đối không tệ công pháp hiện tại trực tiếp biến thành tiên hiệp thế giới bí điển có hay không có loại này biến đổi thật là đáng sợ còn tốt đây là chủ nhóm độc hưởng đặc quyền chờ một chút lý hạo cặp mắt nhắm lại trên mặt không khỏi nhộn nhạo lên ôn nhu nụ cười chủ nhóm độc hưởng đặc quyền toàn trí toàn năng Lý Đại Tiên đã upload giới hạn thời gian miễn phí bí tịch bất diệt kim thân, cái này kỹ năng lại ở 24 giờ sau đó tự động xóa bỏ. Hết thảy nhóm thành viên có thể tiến về nhóm thư viện tiến hành chiết xuất. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông đã rút ra bất diệt kim thân. Lý tầm hoan đã rút ra bất diệt kim thân. Bái nguyệt giáo chủ, tiểu tiểu diễm linh cơ, tiểu long nữ. Rất nhanh, năm người tất cả đều đã rút ra từ kim cương bất phôi thần công tiến hóa mà tới bất diệt kim thân bí tịch. Mấy người đơn giản nhìn một chút bí tịch lập tức bị phía trên giới thiệu chấn động đến thân thể chấn động lại chấn. Duyên thọ mấy ngàn năm, bất diệt thân thể, chặt đầu bất tử, tích huyết trọng sinh. Bất bại ngoan đồng đã sớm đối kim cương bất phôi thần công rõ ràng trong lòng, nguyên cớ rất nhanh từ trước tới giờ không diệt kim thân phương pháp tu hành bên trên chứng kiến quen thuộc bóng dáng. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, A à, còng toàn trí toàn năng lý đại tiên, đại, đại lão, đây thật là theo kim cương bất phôi thần công biến đổi mà tới, toàn trí toàn năng lý đại tiên a à, còng bất bại ngoan đồng cổ tam thông người truyền đến bí tịch có chút ý tứ tuy là tương đối nông cạn nhưng cũng làm cho rất có thu hoài bất đồng thế giới quy tắc đại đạo đụng nhau so với tưởng tượng càng thêm có thú người quyền bí tịch kia ta tùy tiện sửa đổi một chút tuy là không biết tại các người thế giới phải chăng có thể tu hành đến cảnh giới tối cao nhưng khẳng định có thể tu luyện Cảm tạ mọi người hậu ái, quyển bí tịch này coi như ta đưa cho mọi người tiểu lễ vật, bất bại ngoan đồng khóe miệng hơi hơi run rẩy, kém chút đổ vào trên mặt đất. Hơi chút sửa chữa một chút. Cái này mẹ nó cũng gọi tùy tiện sửa chữa một chút, đều trực tiếp theo phổ thông bí tịch võ công biến thành trường sinh bí tịch tu tiên bí pháp a mấy người khác cố nhiên không biết kim cương bất phôi thần công thuộc về cái gì phẩm chất nhưng cũng có thể từ trước tới giờ không bại ngoan đồng cổ tam thông phía trước lời nói cơ bản hơi chút lý giải một chút nhưng lúc này bọn hắn bất luận thấy thế nào bản này bất diệt kim thân bí pháp đều khó có khả năng giống như là bất bại ngoan đồng thế giới sản phẩm nhắc tới đồ vật đến từ bái nguyệt giáo chủ thế giới bọn hắn ngược lại là có thể lý giải một hai dù sao đây chính là có thượng cổ thần linh có thấu trời thần ma địa phương bất bại ngoan đồng cổ tam thông tùy tiện sửa đổi một điểm bất bại ngoan đồng cổ tam thông cái này đều trực tiếp theo phổ thông bí tịch võ công biến thành tu tiên trường sinh pháp cái này cũng gọi sửa chữa một điểm ta đại lão ta sai rồi ta thật sai ta liền không nên xem thường đại tiên, ta có tội, ta nhận lầm, sau đó ta liếm bạo đại lão, bái nguyệt giáo chủ. Khó bề tưởng tượng, cái này cuốn bất diệt kim thân so ta bái nguyệt giáo trí cao bí điển còn muốn huyền diệu. Nếu là có thể tu hành đến cảnh giới tối cao, nói không chừng thật có thể sánh vai thần ma, sánh vai thần ma. Tiểu Long nữ đám người vẻ mặt mộng bức, trong lòng giống như một ngàn vạn thảo nguyên thần thú lao nhanh mà qua các nàng có thể hoài nghi bất bại ngoan đồng cổ tam thông kiến thức nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi diệt thế của nhân bái nguyệt giáo chủ ánh mắt nếu bái nguyệt giáo chủ nói quyển bí tịch này có thể thẳng tới thần ma cảnh giới hiển nhiên quyển bí tịch này giới thiệu không có chút nào khoe đại đây là chỉ thẳng trường sinh huyền diệu đạo lý để cho bọn hắn cảm thấy khó bề tưởng tượng sự tình vẫn là lý hạo mới lấy được bí tịch bao lâu liền đem một bản phổ thông bí tịch võ công sửa chữa thành trường sinh bí pháp lý đại tiên tu vi đáng sợ đến cực điểm đám người trong lòng cảm khái lý tầm hoan cảm nhận được phảng phất khắc vào não hải thần công bí tịch trong lòng tràn đầy xúc động cùng hưng phấn lý tầm hoan hơi chút sửa chữa lý đại tiên bội phục bội phục bất bại ngoan đồng cổ tam thông hơi chút sửa chữa lý đại tiên bội phục bội phục tiểu long nữ hơi chút sửa chữa lý đại tiên bội phục bội phục bái nguyệt giáo chủ hơi chút sửa chữa lý đại tiên bội phục bội phục tiểu tiểu diễm linh cơ hơi chút sửa chữa lý đại tiên bội phục bội phục tiểu tiểu diễm linh cơ anh 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 lý ca ca nói qua muốn giúp người ta sửa chữa bí tịch o epsilon sao, đợi lát nữa người ta đi tìm sư phụ muốn toàn bộ sách trúc dung thần quyết tiếp đó Lý ca ca giúp người ta nhìn xem được không sao, Lý Hạo trong lòng buồn cười. Mỗi lần chứng kiến tiểu tiểu diễm linh cơ, hắn liền không nhịn được sẽ nghĩ tới thiên hành cửu ca cái kia xinh đẹp vu vật. Sau đó lại nhìn xem tiểu diễm linh cơ giả ngây thơ động tác cảm giác dị thường thú vị, tuy là diễm linh cơ hành động có chút thất lễ nhưng lý hạo cũng sẽ không cự tuyệt hắn cũng cần lượng lớn bí tịch càng nhiều càng tốt coi như mình không thể dùng sau đó cũng có thể lấy ra bán a có đại đạo hồng lô tại tay đây chính là một vốn bốn lời mua bán cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu mai kia ngộ đạo vô địch thiên hạ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Toàn trí toàn năng lý đại tiên. Bản tiên hôm nay uống có hơi nhiều, liền đến nơi này đi. Các ngươi sau đó nếu có cái gì thần công bí tịch có thể trực tiếp phát cho ta. Đại đạo ba ngàn, bất đồng thế giới đại đạo quy tắc đụng nhau, đối ta tu hành cũng có chút hữu dụng. Nếu là bí tịch có tới nhiều, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tiểu tiểu diễm linh cơ. Tốt, lý ca ca gặp lại, bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa new group chat nhiệm vụ thứ nhất. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Toàn chân toàn năng lý đại tiên. Nhiệm vụ nhóm chia làm nhiều loại hình thức một là thành viên trong nhóm phát nhiệm vụ, mặt khác thành viên trong nhóm có thể căn cứ thù lao nhiều ít lựa chọn có tiếp chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu linh hồn đạo sư lý đại tiên. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Giáo chủ, ngươi có dặn dò gì? Có bái nguyệt giáo đám người phát hiện bái nguyệt giáo chủ khác thường, khẩn trương dò hỏi. Bái nguyệt giáo chủ cũng không trả lời, chỉ là cau mày mà xa vào trầm tư hắn đang suy nghĩ tất nhiên là đến cùng phải hay không làm sai chẳng qua là khi ván người mê bái nguyệt giáo chủ khổ tư một lát vẫn như cụ nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc sai ở nơi nào chư thiên kịch thấu quần hội tà tự oa nghiêu hiện thực biến cố linh lực triều tịch đem mở nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nam giang một tòa ở vào trong trường giang hạ du tiểu thành thị cách hoàng sơn cũng không tính xa xôi bởi vì nơi đây nhiều sơn lâm đồi núi, cố công nghiệp không coi là phát triển. Thành thị tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trải qua 15 năm phát triển, những thành thị khác nên có đồ vật nơi này cũng đã chính mình. Tỉ như tu hành giả thị trường. Đúng như hắn tên, nơi này buôn bán đều là cùng tu hành có quan hệ đồ vật theo đơn giản nhất tu hành phụ trợ trang bị đến một số đặc thù dược liệu cùng công pháp tu hành thậm chí văn bản rõ ràng không cho phép ra bán vi phạm lệnh cấm vật phẩm đều cái gì cần có đều có lý hạo đi lại tại trên đường phố cũng không để người chú ý hắn lần này đi ra một là muốn xem xem hiện thực võ đạo là cái dạng gì hai là muốn mua một số đặc thù binh khí ngự khí thuật từ tiểu lý phi đao biến đổi mà tới, Thủy Trung chưa từng thoát khỏi tiểu lý phi đao phạm trù. Đem so sánh cổng cành vũ khí, phi đao mới là ngự khí thuật tốt nhất đồng bạn. Bất quá tiểu lý phi đao sử dụng phi đao, cũng không phải bình thường phi đao. Phi đao bên trên đặc thù kết cấu, cũng là lý tầm hoan có thể tung hoành giang hồ mấu chốt nó có thể bảo chứng phi đao tại xuất thủ phía sau có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu lực cản phát huy ra ưu thế tốc độ mà lý hạo cần phi đao lại có chỗ khác biệt thần binh phường từ khi linh khí khôi phục phía sau bởi vì người tập võ bạo tăng đã từng dần dần mai danh ẩn tích vũ khí lạnh lần nữa phồn vinh mà chính phủ không biết từ cái gì suy nghĩ cũng không hạn chế vũ khí lạnh phát triển ngược lại buông ra hạn chế thần binh phường, chính là tại dạng này hoàn cảnh lớn phát xuống triển lên đại lý trải. Trong đó binh khí, dùng phẩm chất tốt đẹp nổi tiếng toàn quốc. Đương nhiên, người thường mua sắm phần lớn là máy móc rèn đúc đi ra chế thức binh khí, từ đại sư xuất thủ rèn đúc binh khí cũng không phải người thường có thể tiêu phí nổi. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần, một vị mặt mỉm cười muội tử tiến lên đón lý hạo đánh giá trong cửa hàng rực rỡ muôn màu binh khí nói ta cần một số phi đao ba tấc bảy phân mỏng như cánh ve là tốt nhất muội từ có chút kinh ngạc cười khổ lắc đầu nói tiên sinh thật sự là xin lỗi chúng ta thần binh phường cũng không có ngươi cần loại phi đao này bất quá chúng ta có những chủng loại khác phi đao có muốn không ngươi nhìn xem lý hạo cau mày nói nếu như định chế chế tạo cần gì thủ tục định chế muội tử chú ý liếc mắt Lý Hạo quần áo, toàn thân cao thấp không cao hơn một ngàn khối. Trong nội tâm nàng trách móc nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. muội tử nói, cái này ngược lại là không có đặc biệt yêu cầu, khách nhân có thể nói một chút chính mình đối binh khí yêu cầu. Tiếp đó chúng ta đại sư phụ là căn cứ hộ khách yêu cầu để phán đoán cần giao nộp nhiều ít tiền đặt cọc nếu như địa phương sư phụ không có nắm chắc chế tạo hộ khách cần đặc thù binh khí chúng ta sẽ đem đơn đặt hàng phát hướng tổng bộ để sở trường chế tạo cái này binh khí sư phụ bắt tay vào làm chế tạo binh khí chế tạo xong sẽ mau chóng hoàn thành phái đưa sẽ không chậm trễ hộ khách lấy hàng thời gian lý hạo khẽ vuốt cằm nói ta cần phi đao hiện lên liễu diệp tình huống không cần chuôi đao dài ba tấc bảy phân tận khả năng mỏng manh nhưng phải bảo đảm phi đao có đầy đủ độ dẻo muội tử đem lý hạo yêu cầu ghi nhớ sau đó mỉm cười nói tiên sinh còn có yêu cầu khác sao lý hạo nói ta đánh nhau tạo binh khí cũng không sở trường để ngươi xem đại sư phụ nhìn xem tới đi muội tử nói tốt tiên sinh mời đi theo ta ngươi tại phòng khách quý chờ một lát ta đi đem tài liệu đưa cho sư phụ sau đó sư phụ khả năng là đích thân tới cùng ngươi trao đổi chế tạo phi đao sự tình nơi này là chúng ta thần binh phường tài liệu sổ tay phía trên ghi chép cặn kẽ các loại chất liệu đặc điểm cùng giá cả ngươi có thể nhìn xem muội từ đem lý hạo đưa đến lầu ba bao xương căn dặn xong tất cả mọi chuyện vừa mới rời đi lý hạo ngồi tại mềm mại trên ghế salon lật xem phía trên ghi chép các loại tài liệu trong lòng giống như một vạn đầu thảo nguyên thần thú tại chạy nhanh trong đó rẻ nhất tài liệu đều dùng 10 đồng mỗi gram tới tính toán, sang quý nhất cái gì linh tài càng là cao tới mấy vạn đồng một gram. Mấy vạn đồng một gram là khái niệm gì? Nếu như muốn dùng tốt nhất tài liệu chế tạo một thanh trường kiếm, chẳng phải là nói muốn lên ức tài liệu phí. Điên rồi! Lý Hạo trong lòng im lặng nguyên bản còn cảm giác đem những năm này để giành được mười mấy vạn tiền tiết kiệm mang đến, chỉ ít có thể chế tạo mấy cái không tệ phi đao nhưng lúc này nhìn thấy phía trên tài liệu phí đột nhiên cảm giác mình thật rất nghèo rất nghèo chút tiền ấy nếu như sử dụng tốt nhất tài liệu sợ không phải liền chiếc nhẫn cũng mua không được chớ nói chi là phi đao ai không biết trong nhóm lúc đó có thể tới cái khoa kỹ ông chùm theo ngân hàng mượn ít tiền hoa hoa lý hạo trong lòng yên lặng chửi bậy đột nhiên nghe được trên lầu truyền tới một hồi có chút sợ hãi mà kinh ngạc thốt lên Linh khí triều tịch muốn tới, linh khí triều tịch. Lý Hạo Thần tình liền giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn ngưng thần tĩnh khí, pháp lực vận chuyển, nhìn trộm trên lầu động tĩnh. Trên lầu, hai người cách bàn nhỏ uống trà ngồi đối diện. Một người mày rậm mắt to, mặt chữ quốc thần sắc không giận tự uy, chính là Nam Giang Quốc An cục ty trưởng Triệu Vũ, cũng là Huy Châu võ đạo bộ phó châu trưởng võ đạo bộ làm linh khí khôi phục phía sau thành lập bộ môn mới đặc biệt phụ trách xử lý cùng tu hành giả có quan hệ đại bộ phận sự tình tại triệu vũ đối diện thì là cái này gia thần binh lính phường đại sư phụ trương húc đồng thời cũng là thế gian khó gặp tông sư cao thủ như thế nào tông sư tức tiên thiên cao thủ địa cầu võ đạo chia làm đoán thể hậu thiên tiên thiên kim đan bốn cái đại cảnh giới Trương Húc tuy là đã qua tuổi 60, nhưng dâu tóc vẫn như cũ đen nhánh như mực, dáng người càng là cường tráng cường tráng so chi niên người tuổi trẻ càng lớn, dù cho là rộng rãi quần áo màu trắng. Đều không thể che chắn phía dưới cao cao nổi lên cơ bắp. Trương Húc vẻ mặt khẩn trương, thanh âm trầm thấp. Linh khí triều tịch, đợt thứ hai thiên địa dị biến, tiên tri thật sự là nói như vậy. Triệu Vũ vẻ mặt đắng chát ta coi như là thiên đại lá gan, cũng không dám đối với chuyện như thế này nói lung tung. Chúng ta coi là thiên địa dị biến đã triệt để đi qua, nhưng tiên tri vài ngày trước đột nhiên quan chắc đến dị thường. Chúng ta bây giờ dị biến thuộc về chân chính dị biến điểm báo trước, trước khi mưa bão tới dị tượng. Sau đó không lâu sẽ phủ xuống linh lực triều tịch thì là quét sạch bờ biển to lớn sóng gió, so với hiện tại cuồng bạo gấp 10 lần, gấp trăm lần linh lực trùng kích. Trương Húc khuôn mặt run rẩy, trong đó có kinh hỉ, có nặng nề. Hắn mừng đến là linh lực triều tịch sắp tới, võ đạo tu hành tất nhiên nâng cao một bước. Hiện tại có thể đếm được trên đầu ngón tay tông sư, đại tông sư, sau đó tất nhiên sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Mà để hắn nặng nề đồng dạng là như thế, thiên địa dị biến cố nhiên mang đến đáng mừng biến hóa, nhưng cũng có rất nhiều người thường cũng không biết bí mật. Dị loại sinh vật không phải người kèm theo thiên địa dị biến đồng dạng xuất hiện còn có các loại thần dị trong đó bình thường nhất thường thấy nhất thần dị chính là do địa cầu sinh vật thức tỉnh biến đổi dị thú mà loại trừ loại này thường thấy nhất cũng coi là dễ dàng nhất đối phó dị thú còn có rất nhiều dù cho là viện khoa học cũng vô pháp giảng giải dị loại trong đó liền bao gồm quỷ một khi linh lực triều tịch tái khởi, Trương Húc cần phải hoài nghi cái này thế giới sẽ hay không diễn biến thành thần ma loạn vũ cảnh tượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.